chuối đang bán ở trong chợ Mỹ. Cứ một nải như vậy là người ta bán 1 đồng 99. 1 đồng 99 là 47 ngàn. Nếu mà nói 47 ngàn thì nghe nó lớn, nhưng mà ở Mỹ 1 đồng 99 nó rất là nhỏ. Cho nên chuối ở đây bán rất là rẻ, siêu rẻ luôn đó. Chuối thì nó cũng bán theo mùa. Cái lúc nào mà hết mùa chuối thì đi tìm không có. Cái chợ này bán sỉ nên nó rẻ. Chứ mình mua lẻ bên ngoài là một nải chuối là mấy đô la.